Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình lại chơi từ game Brawl Stars. Thì mình mới mở được cái chiến binh Sucky này nha. Là một chiến binh đỡ đòn. Cái con mà ở mấy tập trước á, mình nói mình thích á, cái con mà leo lên máy khoang á. Vì là chiến binh đỡ đòn nên là tấn công nó chỉ có hai cột thôi, còn phòng thủ là mát luôn nha. Mình chưa có thẻ để nâng cấp con này đâu nên mình mới cấp 1. Để xem hôm nay có chế độ nào vui không. Ok, chơi giúp với Bác Ngọc nha. Ok, vào thôi. Ồ, tầm đánh xa lắm nha. Quánh được xuyên tường luôn. Một hit. Mình thử không biết chiêu cuối là gì nữa. Để mình thử xem. Hút lại, à hút lại, hút lại, hút lại. Trong lúc hút thì mình được bất tử. Ủa, mình nghĩ là khi hút xong thì nó sẽ gây đam chứ ai nhận là hút xong nó không gây đam, hay là mình chưa biết sử dụng người ta. Ủa gì kỳ vậy ta? Team địch đang đẩy quá mạnh nè. Ủa sao nó nổ ta? Mình thấy mấy người kia chơi là hút 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 vô là vô là nó nổ một phát mạnh lắm. Một phát này 200, ok. Đam tương đó là to đó nha. Mình nghĩ con này mới là chùm solo nè. Con Esa không có tuổi solo như này. Trường tú ngay cố gắng mở mấy cái hòm để có thẻ nâng cấp thôi. Trời. Ok, đầu qua chế độ bóng đá nha. Chế độ bóng đá này nhỏ nhỏ này là mới phát huy được chất lượng nè. Nè, mày 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 ghi bàn đi bạn ơi. Ôi trời ơi, chuyền bóng tạt cánh đánh đầu liền, quá dữ quá dữ. Ồ, đánh lan rồi sao, mọi người thấy đánh lan ghê không? Cái gì á, đặt cái gì á ông nội. Sức luôn. Trời ơi trời, cái con robot mới hình như có chiêu là chặn tường cái gì đó. Nó không cho bộ qua được luôn kìa. Phải bóp vãi luôn. Quậy không. Con robot này là con tướng, con hero mới nè, mới ra hôm nay luôn á. Chắc mình nghĩ chơi chạy bữa mở hòm cũng có thôi. Mấy cái con này đa số mở hòm ra hết luôn. Tất cả tướng trong này thì mình mở hòm đều có cơ hội là ra nha. Chứ không phải như kiểu mà mấy cái game hút máu mà cần phải nạp tiền mới có được hero đâu. Ăn này cái chứ. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Cái gấu. Mình nghĩ mình nên làm một cái video về con gấu này ha. À chó, chó. Hình như hút lại là chó. Té 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 té
ai ai dạ 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 cái con robot này nó cứ quăng chiêu cuối hoài khó chịu nha. Mình 6 sao rồi nè. Hôm mà ai mà giết mình là team kia giết mình là được tới 6 sao lận á. 7 sao nè. Khi mình giết một người thì mình được tăng một sao nữa, lại quăng cái này nữa. Cái chiêu cuối của mày phế vãi. Chiêu cuối của con robot mới nè, phế vãi luôn á. À, anh giấu. Tha em vô ơi. Ui, 70 máu. Vãi cái tèo. 7 mát là 7 sao. Mình 41 sao rồi kia hết hết cơ hội lật kèo. Mình chưa chết thật nào. Trái 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 trái. 53 sao, bên kia có 16 sao. À, con này chơi sinh tồn mới sướng nè, con này chơi chế độ sinh tồn mà bao sướng luôn á. Ok, vào chế độ sinh tồn thôi. Sinh tồn đơn trước, à, có được mở rồi. À, không ra thẻ, không ra thẻ con này. Con này thì ăn mấy cái hòm nhiều, mấy cái hòm kiểu này chắc nhanh nè. Bá đạo á, ăn được 3 hòm lúc không ta? Cái gì kia? Sát bên vậy mà để nó ăn được kìa. Cây thì con này có thể ăn 2 hòm một lúc. Ngàn bốn, bên ngàn bốn ra mà. Ô gà thế, nhiều vậy. Gà quá, mấy người này mà kiểu mới á. Mấy cũng còn đang gánh thấp á nên cũng còn gà. Chà, thằng quân bê răng này. Thằng quân bê răng này phế bãi luôn á. Mười ngàn máu kìa. 10.400 máu thì chơi gì nữa, 13 thẻ thì chơi gì nữa. Hello 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 hello. Ủa sao lắc vậy? À, phải. Mình mới hạng 4 rồi gặp mấy người hạng cũng thấp á nên là chơi nó chưa gặp mấy người hay, giờ toàn gặp gà không à. Ui, sinh tồn đơn đi, sinh tồn đôi đi. Ô, gặp bút máu luôn, gặp thằng cây đờn này bút máu nè. Hồi xưa mình thích chơi cái đờn á, lúc mới chơi mình chơi cái đờn này không à, rồi chơi tới thằng pháp sư, giờ chơi nhiều nhất là cái thằng